Theo kế hoạch, thời gian năm học 2022-2023 mà Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh thành phố sẽ là 9 ngày. Cụ thể, học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông sẽ nghỉ Tết từ ngày 18 tháng 1 năm 2023, tức 27 tháng Chạp, đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức mùng 5 tháng Giêng, tổng cộng 9 ngày. Trong khi đó, những năm học trước, học sinh nghỉ từ 14 đến 16 ngày. Lý giải thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh năm nay ít hơn các năm học trước, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do các năm học trước đây, học sinh bậc phổ thông bắt đầu năm học mới vào giữa tháng 8. Tuy nhiên, năm học 2022-2023 thì tất cả học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông đều bắt đầu thực học chương trình của năm học mới từ ngày 5 tháng 9 năm 2022. Trước đó, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong học kỳ 1, trừ hệ giáo dục thường xuyên, các bậc học còn lại sẽ có 18 tuần thực học, còn lại dành thời gian cho các hoạt động khác. Ở học kỳ 2, trừ bậc giáo dục thường xuyên, các bậc học còn lại sẽ có 17 tuần thực học, kết thúc năm học vào ngày 20 tháng 5 năm 2023. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc thời gian năm học. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù đảm bảo số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên. Năm học 2022-2023, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 1,7 triệu học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông.